Bây giờ mình sẽ cùng bóc cái kẹp tóc này ha. Kẹp tóc thỏ con. Đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn. Rồi mình sẽ móc vào trong cái vòng tròn này 6 mũi đơn. Hàng số 2 mình sẽ móc là 6V. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 3x1V 3 lần. Hàng số 4, hàng số 5, hàng số 6 mình sẽ móc 15 mũi đơn. Mình hàng số 6 nha, 4, 5, 6. Rồi, đến hàng số 7 mình sẽ móc là 3x1A 3 lần. Bây giờ tới đây cắt xả luôn. Bây giờ mình sẽ thâu nó ha, mình kết thâu lại.
Rồi bây giờ mình móc xong cái đầu, bây giờ mình sẽ móc cái lỗ tai. Lỗ tai là thì mình sẽ tạo một vòng tròn và móc vào trong vòng tròn này là 4 mũi đơn. Rồi tiếp tục móc hai lần một x một v, một x một v hai lần, một x v. Rồi tiếp tục hàng số 3, số 4, số 5. Mình sẽ móc mỗi hàng là 6 mũi đơn. Số 3 xuống số 5, mỗi hàng 6 mũi đơn. Mình sẽ móc hai cái như vậy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ móc cái hoa. Mình sẽ móc 4 mũi bính, 1 mũi trượt. Tiếp tương tự. Móc 5 cánh như vậy. Giờ mình móc củ cà rốt nè, tạo vòng tròn 4 mũi móc đơn. Hàng số 2 mình sẽ móc là 1x1v 2 lần. Hàng số 3 mình sẽ móc 6 mũi đơn.
Hàng số 4, 2 mũi đơn, 1 mũi V, 2 lần. Hàng số 5, 8 mũi đơn. Hàng số 6, 2x1a. Rồi bây giờ mình sẽ đâm kim. Mình sẽ móc là 6 mũi đơn. Trượt một cái. Bây giờ mình sẽ móc ra là 4 mũi móc bính. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ móc ngược về 1 mũi trượt và 2 mũi đơn. 1 mũi trượt, 2 mũi đơn nè. Rồi mình sẽ trượt. Mình sẽ bỏ một chân nè. Đây còn bỏ một chân, móc vào chân kế một mũi trượt, lên tiếp tương tự 4 mũi bính. Trượt hai đơn, bỏ một chân, móc chân kế. Mình sẽ dùng một nắp này, dùng mình xong củ cà rốt. Mình bắt đầu móc phôi kẹp ha.
Đầu tiên mình sẽ tạo 12 bánh. Về chân thứ hai, mình sẽ móc ngược về 10 mũi móc đơn. Chân cuối cùng thì các bạn móc 3 mũi móc đơn vào đó ha. Rồi tiếp tục móc tiếp 9 mũi móc đơn nữa. Chân cuối cùng các bạn móc 1 V. Rồi chúng ta sẽ kết một mũi móc trượt ở qua bên này. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lên một mũi bính, ở đây chúng ta móc 1 V. Rồi tiếp tục các bạn móc 10 mũi móc đơn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc 3 V vào 3 chân kế. Rồi 9 mũi đơn. Hai chân kế thì chúng ta sẽ móc 2 V. Kết một mũi trượt. Xong hàng số 2. Ở hàng số 3, chúng ta sẽ móc mũi đơn lùi. Chúng ta lên một bính. Các bạn sẽ móc vòng, bình thường mình móc vòng ở đây không, giờ móc vòng ngược lại. Các bạn móc như tương tự như mình làm nha. Đâm kim chân ngược lại. Rồi sau khi chúng ta móc xong, bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi. Rồi mình kéo nó trở lên, xong mình kéo nó trở xuống, giấu sợi. Rồi mình xong cái phần phôi kẹp ha. Cảm nhận thấy